Một chốt gần như là còn lại có một hai bộ, giờ sót lại còn vài bộ danh lý nốt nhá. Victor đấy, UX Z7MD đây, cực đẹp luôn các nhá. Có loa rời mini cơ, có đấy, bác mua loa rời mini không, tí em còn bộ âm thanh lý cho, em còn một bộ loa rời mini đấy. Hình như là hôm nay em về cả cassette đấy, bác nào thích cassette thì chiều gặp gặp đô hàng Nhật nhé, chiều nay là có cassette mới về đấy, cassette nó về, nó đang về rồi, tí nữa nó về sao, bác nào thích cassette thì chiều nay là có cassette mới luôn đấy. Đây bác nhá, cho bác nghe đôi này. Mình đang để AUX mà, nhà có chạy không nhỉ? Đây đang để ấu chứ. Ui rồi em chưa cắm loa, xin lỗi các bác, xin lỗi các bác nhé, em chưa cắm loa và sao nó không kêu, chưa cắm giắc loa, xin lỗi các bác. Còn mấy bộ cho đi nốt cho bác, cho nó hết đi, nó hết rồi, chưa cắm loa và sao nó không kêu, còn có mấy bộ đây, bác nào chốt nốt cho nó hết đi này. Chưa cắm loa và sao nó không kêu quá này. Cái này thì em không biết là nó có chạy hết đâu. Cái dòng này thì đánh rất là hay, nếu không nghe phòng nó chấn hết luôn. Đấy. Nhỏ nhưng mà có bố. Như cái con này nó có AM này. Đấy. À, tab này, MD này, CD này. Đây là tab của nó là tab rích này. Đấy. Tab rích này thì khính chả biết có chạy không, để em thử xem nó chạy. Đây tab rích này. Cái này thì chắc là phải các bác phải chỉnh thôi. Cái này nó chưa chạy rồi sao? Đây áo ích đây. Áo ích đây. Ôi giời, nó lại bị kẹt cái băng đây rồi. Không mở được băng ra nốt rồi, kẹt rồi. Cho bác cái băng này luôn này. Nó bị kẹt cái băng đấy rồi. Con này nó có cả sút này. Đấy, chế độ rock này. Đây là bát 1, bát 2, bát 3 này. Đấy. Chế độ bát được. Đấy, bác nào lấy bộ này nhá. Đấy. À, con này của nó hình như là nó đang bị kẹt cái cassette này rồi này, vừa nãy em cho cassette là bị kẹt rồi. Đấy. Đây bác nào lấy bộ này này. Mã này là mã số 977 nhá, xả nốt cho bác thôi. Đấy. 977 bác nào lấy bộ này nhá. Xin giá cơ. 800k bác nhá, 800.000 bộ này. Bác nào ưng thì alo cho em. 800.000 bộ này nhé. Đấy, 800.000 bộ dàn mini Victor. Bao ấy cho bác sống rồi nhé. Mã này là mã số 977 nhé. 800k đây. Đấy, các bác xem like cho em xin một like. Like chưa đăng ký follow cho em xin một đăng ký và một follow. Mã số 977. 800.000 nhé. Hai bên em có cọc chủ quản hết thì em hỗ trợ vào ship. Đấy, bắt đầu chốt thì liên hệ qua biển giúp em. Còn mấy bộ bắt đầu chốt ưng nốt thì cho nó hết đi. Không còn nữa rồi. Hết. Dàn mini là chính thức là hết. Có nhá. Chính thức là hết dàn mini. Đấy. Về có mấy ngày mà các bác gần như chốt sạch luôn, không còn nữa luôn. Các bạn là giá nó rất là hợp lý rồi. Đây lên tiếp cho bác cái bộ Panasonic này. Úi bật cái điện giữa cho nó sáng giữa.
cái này của nó 4 dây thôi nhá. Đấy, bác nào mà lấy cái bộ này thì bác lưu ý giúp em là về đấu dây nào đúng dây đấy nhá, đúng màu của nó luôn. Đúng đúng màu luôn nhá. Đấy. Dây nào vào dây đấy, màu nào vào màu đấy nhá. Tí nữa có cả đài về đấy, bác nào mà thích lên đài mới thì các bác xem video của trưa nay hoặc là chiều nay chắc là có đài đấy. Sáng nay nó chưa về kịp. Đôi này thì các bác cắm cái này là xong thôi. Đây rồi, đôi Pana con này. Pana này. Pana PM700 body cực đẹp luôn. Bắt đầu lấy bộ này là bán nốt cho bác này cho nó hết. Đây. Đấy, chạy ngon lành nhỉ. Đấy. Nó là chốt đốt thì cho nó hết đi này. Còn có mấy bộ này. Nên nó cho bác mấy bộ này. Về các bác test thôi nhá, đi về các bác test thôi. Con này nó cũng có cả cassette bên trên ở đây, cassette bên trên này. Nên đôi loa rời, như đôi loa rời kia đúng không? Đây này, chân này này. Đấy, mày đưa chú đôi loa rời luôn. Hàng nguyên chất bãi em chỉ bao ao ích thôi, bao mỗi ao ích giờ hiện tại đang sống bình thường, ra sống này. Đây cho bác nào chốt bộ này nhá, 850.000 nhá, 850.000 bộ này, hàng có cọc chuyển khoản hết bao zip nhá. Mã này là mã số 978 này. Đấy. Hôm nay thì em cũng lên ít hơn mọi ngày. Thứ bảy nghỉ sớm. Bác nào ưng được cái mã nào thì alo cho em. Đấy. Trong tầm trung là như thế nào? Hay là em bán đắt lên cho thành tầm trung nhá? Em bán rẻ thì các bác lại muốn muốn đắt hơn à? Hay là em bán đắt hơn? Hay là em bán lên triệu 7, triệu 8 như các bác đang bán để cho các bác mua nó tầm trung? Bán rẻ thì các bác bảo mua tầm trung đấy. Đây phía sau đây, cái này của nó 4 dây nhá, 4 dây màu nào về có đấu màu đấy nha, có đường AUX này. Để các bác đấu đúng màu xem là ok thôi. Còn nếu các bác thích nghe bờ Bluetooth thì các bác mua cái bờ Bluetooth đi, bờ Bluetooth USB ấy. Để các bác cắm vào hai đường này ra, cắm vào bờ Bluetooth là ok thôi đấy. Đây cái giá này còn hỏi có chảy gì không nữa, đẹp như này còn hỏi chảy gì không, em chịu các bác rồi. Các bác không nhìn rõ hay sao? Mã này là mã số 978 nhá, 850.000. Đấy, không nói nhiều, bác nào chốt thì alo cho em. Đấy. 850.000 nhá. Con này thì bao ích, loa liếc các thứ còn đẹp, sống ok rồi. Đấy. Loa liếc còn đẹp luôn. 850.000, bác nào chốt thì liên hệ qua biển giúp em. Mã số 978. Túi bỏ xuống rồi. 978. OD-X1 thôi, anh đổ rơi rồi. Đây này, loa rời đây này, bác nào vừa hỏi cái loa rời thì đây. Loa rời đây, em có mỗi cái cục loa rời của Sony thôi này, bác nào lấy thì alo cho em đi. Đây. Đẹp luôn, rất đẹp luôn. Đây, rồi bác nào hỏi đi. Rất là đẹp luôn ấy. Đấy, loa rời của Sony luôn ấy. Con này là con CM333 đây, 6 ohm 50W này. Made in Japan này. Cái này là nó sống mà, cái này nó sống đấy, không chết đâu. Đó, bác có thích thử thì em thử cho bác thôi. Đơn giản, cái này thì thử phát sống ngay mà. Tôi cho mượn một cái cục nào thử luôn cái này.
Đây em thử cho bác luôn cái đôi, cái này em bán mỗi cái đôi loa này không nhá, bán mỗi đôi loa này không thôi, bán mỗi cái đôi loa này không thôi. Nhưng cái này nó có dấp em phải cắt ra thì mới đi đấu được. $300,000 luôn, nhanh gọn. Đó nào chốt thì alo luôn cho em. Nó cái này nó chẳng mấy khi nó chết đâu. Đây, để em lấy cái cục khác ăn thử cái đồ này cho. Sony 300,000. Cái này chẳng mấy khi nó chết đâu. Bác nào chốt thì liên hệ qua biển giúp em cho nó nhanh. Đây để em lấy cái cục này em thử cho. Đâu rồi nhỉ? Cục nào nó sống nhỉ? Tôi bỏ cái lơ la cho chúng mượn cục ai qua. Đây nhá em thử qua cục ai qua cho các bác nhé. Đấy, bác nào gọi trước thì em chốt cho bác đấy qua nhá. Chứ còn cái này thì em không biết được, thì bác nào gọi trước thì em chốt cho bác đấy thôi. Nên bác nào gọi sau không chốt được thì bác thông cảm giúp em nhé. Đây. Đấy. Bác nào chốt trước thì là của bác đấy thôi. Đấu được chứ. Cái này đấu vào được âm ly chứ. Thì cái cục này có khác gì cục âm ly đâu. Nay em có lên đàn guitar các bác nhá. Bác nào muốn thích đàn guitar thì lát nữa nhá. Đây em thử cho bác. Đây em thử bán mỗi hai cái loa thôi nhá, lấy cục này để thử thôi. Đấy, sống ngon lành nhá. Sống ngon lành luôn nhá. Đây. Hai loa sống luôn nhá. 300,000 bác nào chốt cái mua cái hai cái loa nhá. Sony 300,000 nhá. 300,000 hai loa Sony nhá. Bác nào chốt thì qua gọi sớm thì còn của bác đấy. Chạy hết rồi nhá. Đấy. Đấy cái đôi loa này bác nào lấy đôi loa này này. Mã này là mã số 979 nhá, 300,000 nhá, 979, 300,000. Đấy, bác nào chốt bác nào chốt cái đôi này sống nhá, ngon lành nhá. Đấy, 300,000 cặp đấy nhá. Đây này tiếp tục xả cho bác cái bộ ai qua này. Này em xả cho bác thôi, để các bác chơi cho các bác về các bác cho nó hết đi nhá. Còn có mấy bộ ở đâu mà còn nhiều đâu. Còn có mấy bộ dàn mini thôi. Thanh lý nốt cho bác cho nó hết luôn đi này. Để ngày mai kia về hàng mới lên hàng mới đi. Đấy. Để ngày mai kia lên hàng mới về hàng mới. Này này em xả hết cho bác cái này luôn. Bác nào thích đài thì nếu mà đài mà chiều nó về kịp thì chưa biết là nó mấy giờ nó về, nếu mà chiều nó về kịp thì chắc thằng đô nó lên nhá. Đô nó lên. Đấy. Bộ này tiếng nó rất hay luôn này, bắt đầu lấy nốt bộ này cho nó hết đi này. Giá hợp lý cho các bác đây này. Bộ này đánh tiếng rất là tốt luôn. Đây. Bộ ai qua này tiếng rất là tốt luôn, bắt đầu lấy nốt cho nó hết đi này. Xả nốt cho bác bộ này này. Đấy. Con này CD cũng có đầy đủ hết này, nhưng mà cái này nó không có đĩa thử đâu. Này có thử thôi, em chỉ bao mỗi AUX thôi. Đấy. Con này cả cassette bên trên đây này. Nó đầy đủ hết luôn. Xả nốt cho bác mấy bộ này. Hết rồi, không còn. Còn có mấy bộ. Loa đẹp rồi, gân đẹp rồi, không có gì để gọi. Đây bộ này của nó có mạ chrome thứ nhìn nó sáng bóng luôn, rất là đẹp luôn. Đấy. Bác nào chốt bộ này nhá, nhanh gọn luôn cho các bác nhá, nhanh luôn bộ này cho các bác này. Có hôm nay có lên đàn guitar nhá. Bác nào mà cần đàn guitar thì lát em lên. Đấy. Bộ ai qua nhá.
G1 này, chạy âm của nó cực hay luôn này. Đây. Đây, cho bác nghe tí nữa rồi tắt đi. Các bác có xem like thì cho xin một like một tim đi. Bác nào chưa đăng ký follow cho xin đăng ký follow. Đấy, nếu mà các bác ở xem trên TikTok thì bác muốn xem lại cái like này của em thì bác ấn vào trang chính của em hàng Nhật Bãi kìa. Đấy, ở bên dưới cái hàng Nhật Bãi nó có đường bio link ấy, nó có cái bên dưới chia sẻ nó có chữ bio link ấy. Đấy, các bác ấn vào chữ bio link đấy là nó ra kênh Minh Nhật Lạnh của em nhá. Đấy, thì bác ấn vào đấy là dễ nhất. Nó ra kênh Minh Nhật Lạnh của em. Thì các bác có thể tua và xem lại được những cái bộ loa, bộ dàn mà em vừa lên. Đấy. Cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ kênh bên em nhá. Đấy, cho bác nào chốt bộ này này. 800k bộ này nhá, 800.000 bộ này nhá. Hiện tại thì AUX cái thứ thì sống hết rồi, loa đẹp rồi. Loa nếp cái thứ thì siêu đẹp luôn. Đấy. Còn mạng Chrome cái này về các bác mở ra đẹp luôn. Bác nào có dàn máy tính làm đấy, để trong phòng chấm hết luôn nhá. Cái loại này thì nghe chấm hết luôn. Chấm hết ba cái loại mà dàn loa máy tính linh tinh như luôn. Đấy. Mã này là mã số còn có mấy bộ rồi, bác nào lấy nốt cho nó hết đi. Không còn nữa luôn ấy, dàn em hết sạch. Cơ bản là bán cho bác cái giá rất là hợp lý, thế nên là cũng chả còn. Lên đâu là các bác gần như chốt hết, còn có bên đến bây giờ như là còn có mấy bộ thôi. Gần 100 bộ mà bán gần hết rồi. Hàng bên em thì có cọc nhá, nếu mà các bác cọc thì có trả tiền ship, nếu mà bác chuyển khoản hết thì bên em hỗ trợ bao ship. Không mua được cái giá 700 đâu, các bác cứ tham khảo đi. Giá 800 này đó là rẻ lắm rồi, các bác cứ tham khảo thoải mái đi. 800 đó là ôi giời ơi rồi chứ còn. Đấy. Bác nào chốt thì alo cho em nhé. Bác nào thiện chí thì alo. Chứ còn nếu bác nào mà trả giá thôi, tốt nhất là không nên alo cho em làm gì cho nhanh gọn. Đấy, bác nào trả giá thôi, không nên gọi. Đấy là em bảo thật cho nó nhanh, đỡ mất thời gian của nhau nhá. Mã này là mã số 980 nhá. Đấy, 800k này. Đôi này, bộ này còn đẹp như này. Âm của nó cũng hay, chất âm của nó cũng được, bass tốt. Không có đổi nguồn nữa, đổi nguồn về anh mua thôi. Giá 800.000 thôi, 980. Đấy, mọi thông tin thì qua gọi trực tiếp cho em. Còn nếu bác nào mà trả giá thôi thì các bác không nên gọi cho em gì cho đỡ mất thời gian của nhau nhá, để cho người khác chốt. Đấy. Đấy, còn các bác chốt là ok rồi. Cái cục nguồn về có mua cái cục nguồn nắm đấm hơn 100.000 đi cho nó dễ. Chứ còn giá này thì lấy đâu ra nguồn nữa. Đấy, các bác xem like thì cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký follow cho em xin đăng ký một follow. Đây này, lên cho bác bộ này, bộ Pana này. Bác nào thích Pana này không này? Pana Sonic này, Tú đưa chú Pana. Hai cái loa. Đặt đây thì chú. Pana 4 giây nhá. Con này Pana 4 giây thôi nhá. Đấy. Cái này thì của nó 4 giây thôi nhá. Về các bác lưu ý của em, nó đánh dấu màu luôn này này. Đấy. Đỏ, đen, xanh, trắng này. Về các bác đấu cho em đúng màu nhá. Bác nào chốt thì về đấu đúng màu giúp em. Em ở Thái Bình. Đấy. Các bác muốn vào ship thì chỉ có chuyển khoản hết thôi. Bên em từ ngày xưa giờ em bán hàng đều như vậy hết. Chuyển khoản hết thì bao ship và cọc có trả tiền ship. Còn nếu bác nào mà sợ lừa thì không nên mua, cho nó dễ. Và trả giá thì không nên gọi. Cho nên bên em nó cứ rõ ràng quan điểm luôn nha, quá nhá. Cho nó nhanh gọn. Loa to thì em còn rất nhiều, bác nào thích loa to các bác đến tận nhà mua cho nó dễ nhá. Thì các bác kết bạn với em gửi vị trí cho nó dễ. Thích loa to thì đến tận nhà. Còn bác nào vừa chốt được đôi loa to nào thì em gửi cho các bác thôi. Vừa lên cho bác 5 đôi loa to đấy. Đây này, lên cho bác cái bộ Panasonic nhá. Bộ này của nó là 4 dây nhá. 4 dây đấy, bắt chép riêng đấy. Đây, thử cho bác cái bộ này này. Cái này thì em chỉ có bán ở AUX thôi. Nói chung là về thì bác có chuyển nhà AUX thì bác nghe gì ở đâu mà CD có thứ thì em lại không thử. Đây, Panasonic PM700 nhá. Đây, cho bác xem loa liếc thứ này. Đẹp luôn, không có gì phải nghĩ luôn.
anh gửi đi đâu được anh ơi? Ở trong miền Nam, trong Việt Nam em gửi được hết, chỗ nào em gửi được, em ship bên vận chuyển Viettel. Đây cho bác nghe bộ này này. Đấy, bác nào chốt sau thì các bác thông cảm nhá. Người khác người ta chốt mất rồi thì các bác thông cảm nhá. Đấy, đẹp luôn này. Bác nào số đích được 4 giây. Đĩa này, đĩa vẫn ra bình thường này, về các bác test đĩa được nhá, đĩa nó vẫn ra bình thường, đấy, vẫn ra bình thường, đấy, về các bác test đĩa thôi. Dàn chung thì em không có bộ nào rồi, mấy nữa lại về loa tiếp. Năm chấm một em không còn bộ nào rồi, em bắt đầu lấy bộ này, 850.000 nhá, đấy, 850.000 cái bộ này thôi. Đấy, Panasonic PM700. Được chưa? Con này của nó 4 giây nhá. Về các bác đấu đúng màu nào vào màu đấy, on kêu hôm nọ em bán hết rồi, không còn bộ nào. Đây em còn có mấy bộ thôi thì em thanh lý nốt cho bác. Giá nó hợp lý hơn. Hàng bên em có cọc của chủ quán hết thì bên em hỗ trợ vào ship. Đấy. Đấy, cho bác nào chốt bộ này. Mã này là mã số 981 nhá. Đấy, 981 850.000 nhá. 981 850k bộ dàn Panasonic. Cái này nó nguồn 100V anh ơi. Con này của nó rất là ít watt thôi. Như cái con này của nó đây. Như con này của nó là có 54W thôi. Nếu về các bác mua cái nguồn bé tí ấy, cái nguồn nó hơn 100.000 thôi là về có dùng rồi, chứ không phải mua cái nguồn to đâu. Nguồn to cho nó phí tiền ra. Các bác chỉ mua cái nguồn mà cái loại nguồn mà như kiểu là nó lắp vào trong cái lọc không khí ấy, cái nguồn bằng cái vuông vuông bé bé này này. Đấy. Chỉ cần cái nguồn đấy, hoặc là các bác mua cái nguồn tròn ấy, cái nguồn tròn mà về có cắm trực tiếp vào ổ điện luôn đấy. Cái nguồn đấy nó cũng chỉ có hơn 100.000 thôi. Đấy là về các bác dùng vô tư thoải mái rồi, vì cái này nó 54W thôi, cái nguồn tròn đấy nó cũng phải rơi vào 70-80W rồi. Đấy. Bộ này âm thanh nó hay pana mà. 850.000 bộ này nhá. Chứ các bác đừng mua cái nguồn to làm gì cho phí tiền ra, cái này nó rất là nhỏ thôi. Mà các bác mua cái nguồn bé mà nó cắm luôn vào ổ điện ấy, cắm vào ổ điện xong rồi các bác cắm cái đường này vào vắt là xong, mỗi thế thôi. Đấy. Đấy, em chỉ có bán nguyên bản loa như này thôi. Đấy. Bác nào lấy thì alo xem nhá. Bán như hiện tại ở trên hình ảnh video như nào, bán nguyên bản như thế vậy nhá. Đấy. Mã này là mã số 981. Tám trăm năm nghìn bộ Pana nhé, 981 850k. Bác nào chốt thì liên hệ trực tiếp giúp em. Đấy, các bác có xem like thì cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký follow cho em xin một đăng ký và một follow. Đấy. Nó còn có mấy bộ thôi thì phải. Em lên được mấy bộ rồi. Hôm nay em lên cho bác hết luôn dàn mini luôn nhá. Bác nào chốt được thì cho nó hết luôn đi, không còn nữa luôn đấy. Là hết nhẵn nhụi luôn ấy. Gần 100 bộ các bác mua hết rồi còn đâu. Đây. Đây Victor quá này. Lên tiếp cho bác một bộ Victor nhá. Ba đường tiếng thì em không còn. Lên tiếp cho bác bộ Victor này. Sony hình như là vẫn còn đấy. Đây còn bộ tím lên cho. Đây còn bộ này. Em còn có mấy bộ thôi. Đây lên xong bộ này em lên cho bộ Sony. Đây, Victor. Những cái loại này về các bác chơi rất là thích luôn, vì âm của nó, âm chất âm của nó rất là hay, nó bé nhưng mà chất âm của nó là hay. Đấy, nhưng mà quan trọng những cái bộ như này về nếu mà các bác mà thích, các bác để làm sáng ra làm tập yoga linh tinh nhảy nhót các thứ đều ok hết, tiếng của nó rất là tốt. Đây cho bác nghe này.
rất nhiều chế độ luôn. Đấy. Con này đĩa thì về các bác test thôi nhá. Nếu mà các bác thích Bluetooth ấy, Bluetooth thì nó rất là đơn giản thôi. Đây là như em đang cắm này là hai đầu 3.5 từ máy tính ra đây này. Nếu bác thích Bluetooth nha, có mua hai cái đầu 3.5 là một này. Mà có bác mua cái Bluetooth là có luôn hai đầu 3.5 cho các bác rồi. Đấy. Là có bác cắm cái USB và có bác cắm ở đây phát là có bác sử dụng rồi thôi, là thành cái Bluetooth thôi, đơn giản có gì đâu. Đấy, các bác thông cảm, em chỉ có mở được cái nhạc này thôi, nhạc Ceramic các thứ thì em không mở được, nó liên quan đến bản quyền. À, các bác thông cảm đi nhá. Nhạc này nó không bản quyền. Con này rất là đẹp luôn. Loa nó đẹp xuất sắc luôn. Đây loa cái này nó bụi này, đẹp xuất sắc luôn. 800.000 nhá. Bác nào chốt alo cho em nhá. Đấy. 800k nó là gọi là hợp lý lắm rồi. Những cái bộ như thế này các bác cũng không thể mua được ở trên các đấy đâu. Nó quá là rẻ. Về nghe phòng chấm hết luôn, mà các bác mua cho con cái nó cũng sướng luôn đấy, vì nghe nó sướng lắm. Những cái dòng như này nghe phòng nó thích. Mã này là mã số 982 nhá. Bác nào chốt thì alo cho em nhé. 982 800k. Đấy. Bác nào chốt thì bác gọi trực tiếp cho em. Bên em chỉ có nhận gọi trực tiếp thôi. Và hàng bên em thì có cọc chuyển khoản hết thì bên em hỗ trợ bao ship. Đây này. Cho bác nào thích Sony này. Hết chưa nhỉ? Hình như còn bộ nào không, cho nó hết luôn đi. Bán hết sạch giá mini luôn đi. Còn cái gì thì xả nốt luôn cho nó hết luôn. Đâu còn bộ nào thanh lý cho nó hết luôn, nó hết sạch giá mini. Đấy còn hai bộ đây gì? Cho nó đi hết sạch luôn giá mini. Đấy. Là cho nó hết, cho các bác hết nhẵn nhụi giá mini luôn đấy. Đấy, bác nào chốt được bộ nào thì alo cho em. Không không, cứ lên đi. Còn mấy hai bộ đấy lên nốt đi. Đây này, xả nốt cho bác bộ này nữa. Còn nhiêu, còn 2 3 bộ nữa thôi. 2 3 bộ nữa là hết. Sunny Sunny yêu nhá. Đây là Sony của con này. Đấy, bác nào thích Sony à? Đĩa ra bình thường này. Còn trên đây là của nó là cassette này. Đấy. Nốt cho nó hết cho bác này. Sony nhá. Đấy. Còn đây là giữa là MD này. Sống rồi nhá, con này sống ok rồi nhá. Đấy, có xem like cho em xin một like nhá. Bắt đầu chưa đăng ký follow cho em xin một đăng ký một follow. Tám trăm nghìn bộ này, 800k. Đấy, bác nào chốt thì alo cho em nhá. Nhà bên em có cọc chuyển khoản hết thì bao ship nhá. Mã này là mã số
983. Đấy. 983 các bác nhá. Bác xem video cho em xin một like, bác nào chưa đăng ký follow cho em xin một đăng ký một follow nhá. Đấy, hàng ngày thì vẫn tầm khoảng 9 giờ cho đến 10 giờ sáng này em livestream. Em có bán đàn guitar, vâng có anh ơi, đàn guitar có, chờ em lát tí em lên cho bác chục mã đàn guitar cơ. Guitar thì người em còn nhiều. Đấy, giá rẻ. Đấy, bác nào chốt cái bộ này nhá. Bộ này 983 là con này. Đấy. Mã 983 nhá. 800k bộ dàn mini này nhá. Bác nào chốt thì alo cho em nhá. Đấy. B2 qua trước để chú ghi mã. 983 nhá. 800k. Đấy, xoắn đi. Đấy. Có bác cọc thì bác cọc xem 200. Đấy. Còn bao nhiêu, còn 3 bộ nữa thôi là hết nhẵn nhụi dàn mini, 3 bộ nữa. Có nhá, 3 bộ nữa là hết nhẵn nhụi nhủi dàn mini. Đấy. Các bác có xem like cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký cho em xin một đăng ký đi. Đây, xả cho bác bộ Sony này, bác nào thích Sony này, bộ Sony nữa này. Đấy. Còn nó mấy bộ thành lý nốt. Đây để em đấu thử cho bác cái bộ Sony này. Nốt cho bác cho nó hết đi này. Đấy. Bác nào thích dây điện Nhật thì lát nữa em lên cả dây điện Nhật nữa các bác nhá. Dây điện Nhật. Bộ này á cơ, bộ này cũng báo giá luôn cho bác, giá là cũng 800.000 thôi. Đấy, thử chạy cũng là 800k thôi, thanh lý nốt. Đây chờ tí em đấu đó. Cũng có 800.000 thôi, thanh lý nốt. Đấy, bác nào xem like thì cho em xin một like, bác nào chưa đăng ký follow cho em xin một đăng ký một follow đấy. À, các bác muốn xem lại những cái like của em thì các bác ấn vào cái trang TikTok chính của em nhé. Và có bên dưới cái chia sẻ hồ sơ có cái chữ bio link ấy, các bác ấn vào đấy và có cái kênh Minh Nhìn Lạnh của em. Đấy. Xả nốt cho bác. Đây, em đấu cho bác cái kênh này cho bác nghe. Này được 3.5. Đây con này của nó cắm vào đằng trước cái 3.5 đằng trước này. Đấy. Đây các bác nhá. Nó nghe con này nhá. Đấy. Và rất đẹp luôn nhá.
Con này đánh rất hay luôn này. Bắt đầu lấy con này biểu chơi quả thật rất hay luôn. 800.000 trả nốt 800.000. Chất âm rất hay luôn. Xong đi. Màu đen thì không còn bộ nào. Hết được không ạ? Còn hai bộ nữa là hết sạch. Đấy, bắt đầu chốt bộ này nữa này. 800k nhá. Đấy. 800.000 bộ này. Sony nhá. Loa gần giếc thứ nhá. Con này gần vải còn đẹp luôn nhá. Đấy. Mã này là mã số 984 nhá. Bác mua, bác muốn mua thì bác liên hệ trực tiếp giúp em qua biển nhá. Có chữ hay gọi. Đấy. Hết. Còn hai bộ nữa là hết sạch dàn mini. 800k. 984. 800k rồi nhá. Tôi chuyển ra cho chú cái. Các bác xem like cho em xin một like. Các nào chưa đăng ký follow cho em xin một đăng ký và một follow. Hết sạch xanh xanh luôn. Đây cái bộ có cỏ nữa này. Thành lý nốt cho bác cái bộ có cỏ nữa này. Giá siêu rẻ nữa này. Cái bộ có cỏ giá siêu rẻ này. Bác nào chốt đốt bộ này này. Ui. À, Casio. Giá thành lý nữa này. Bắt đầu chốt bộ nào có liên hệ qua biển nhà hàng bên em có cọc chuyển còn hết thì bên em mua vào ship nhá. Đấy, có xem like cho em xin một like, nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. Đây Casio, con này thanh lý nốt Casio này. Đâu xem nào, con này của nó chuyển. À đây áo ấy chưa? Đây to nhỏ đây. Đấy. Không có bản Bluetooth đâu anh ơi. Anh chỉ về ngồi bản Bluetooth thôi. Dòng này cũng có đầy đủ hết tất cả các chức năng luôn, cassette, radio rồi CD các thứ coi nhá. Đấy. Cassette con này cũng vẫn sống này, cassette vẫn chạy này. Cho bác nghe cassette thử cái này. Cassette đâu? Chả biết chuyển về con tàu về có nghiên cứu nhá. Nó mất thời gian. Ui, con này trùng dây rồi. Con này trùng dây rồi. Đây cho bác nào chốt bộ này này. Giá rẻ. Chất âm của nó thì không được hay được mấy bộ kia. Giá nó sẽ rẻ thôi. Anh ký cho bác giá bộ này là 550.000 thôi. 550k. Bác nào chốt thì alo cho em nhé. Có Casio rồi nhá. Đấy, không chất được bằng bộ kia thì giá nó lại rẻ luôn. 550.000 bộ này. Mã này là mã số 985. Đấy. Các bác xem like thì cho em xin một like. Có nào chưa đăng ký follow thì cho em xin một đăng ký và một follow. Cái bộ này thì cũng thật sự các bác là đây, em nói thật các bác là cái bộ này thì chắc là phải bán xả rời loe cho các bác. Đấy. Con này là con Pioneer cô nhá.
lấy loa mở tiếng sáo diều cho hàng xóm nghe. Ok, anh em Tuấn. Cái bộ này thì em xả tiếp cho các bác thôi, bác nào lấy về dọn thôi. Đây. Hoặc là bác nào lấy về lấy loa giá rẻ thanh lý nốt. Đây. Bác nào lấy về lấy loa. Con này hiện tại nó đang bị cắt ngắn 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 dây này, có nhìn này, có nhìn thấy chưa? Đây, cái này vẫn nối được cái này, nhưng mà thanh lý luôn cho bác thôi. Con này bộ Pioneer nhá, có nhá. Xả thanh lý cho bác giá rẻ về các bác dọn thôi. Đây. Loa thì cũng rất là đẹp. Đây này. Con này thì các bác chốt thì bác gọi trực tiếp cho em, bác không cần phải bình luận là chốt mã nào đâu, mà các bác chốt thì bác cứ gọi thôi, liên hệ trực tiếp với em. Con này có nhá, con này thì thông báo các bác là bị ố màn hình, đây này, ố màn hình, nhưng mà loa thì còn rất là đẹp, loa thì còn rất là đẹp, Pioneer đấy. Bác nào mà lấy con này thì em xả cho bác nào lấy về dọn được thì bác dọn đấy. Còn nếu đây này, hai dây của nó đây này, cái dây này của nó là cái dây đèn thôi, không cần thiết. Đây cũng hai dây loa này, hai dây loa đây là đỏ đen đây này. Hiện tại thì con này đang bị ố màn, thanh lý luôn cho các bác thôi. Đấy. Thanh lý luôn cho bác con ố màn này thôi. Bác nào lấy thì giá rẻ thôi. Đấy. Thanh lý luôn cho bác cái loại này thôi. Ố màn. Pioneer nhá. 450.000. Đấy, Pioneer 450.000 thanh lý. 450k. Nó chưa chạy đâu, thanh lý cho bác thôi. Có về qua có lấy loa qua hoặc bác sửa được cục bác sửa thôi. 450.000 nhá. Đấy. Đấy. Thanh lý nhá, thanh lý nhá. Đấy. Bác nào ưng được thì alo. Đấy, không thử được đâu, tại vì là không thử được cái cục ấy đâu. Loa thì chắc chắn là sống rồi. Loa sống ấy, loa này chắc chắn sống, bao sống cho bác luôn, không thử chết. Không còn cục nào không thử cho bác ngay. À đâu, còn cái pin đâu không nhỉ? Cái pin thử ấy, có cái pin thử ấy, thử phát được ngay. Sống rồi, 450.000 thanh lý nốt thì cho nó hết nhé. Đấy, bộ này là bộ dàn mini cuối cùng của em rồi, hết sạch dàn mini rồi đấy. Mã này là mã số 986. 450k. Đấy. Các bác nào mà chốt được thì liên hệ trực tiếp giúp em. Này túi bê ra này. Nó đang bị lỗi cái cục ấy. Cục này nó đang bị lỗi cục giữa là nó bị ố màn. 450.000. Nó ố màn em chịu, em không chỉnh được cái kiểu gì cả. Đấy. Đấy, các bác nào mà chốt thì có gọi trực tiếp cho em nhá. Các bác xem like cho em xin một like. Con nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. Tí nữa bây giờ em xả cho các bác ít đàn nữa nhá. Xả cho bác ít đàn xong lên cho bác cái dây điện nhá. Tí em cắt nguyên một thùng dây điện em xả cho các bác. Nguyên một thùng dây điện Nhật luôn. Ổ điện Nhật ấy. Đây xả cho bác ít đàn trước xong rồi xả dây điện Nhật. Bác nào mà thích dây điện Nhật thì chờ em một lát nhá. Chờ em một lát. Đây lên cho bác tầm khoảng chục cây đàn này, xả bác chục cây đàn này, giá nó rẻ này. Đấy. Các bác xem like cho em xin một like. Bạn nào chưa đăng ký follow cho em xin một đăng ký và một follow. Cái này cái gì to thế? Đây lên cho bác một cây đàn đầu tiên nhá. Có live sáng ngày hôm nay cây đàn đầu tiên này. Tí em lại xả cái dây điện Nhật nhá. Bác nào thích dây điện Nhật thì tí nữa nhá. Con này là con rất là to luôn. Con này đấy con cái gì đây? Vector gì ấy, model của nó UPP5. Đây này, tên của nó đây này. Đây tên nó đây này. Các bác biết về đàn thì các bác cho nó dễ, chứ còn em thì cái này em cũng không am hiểu rõ được. Đấy, vừa bác nào thích đàn thì có thể tham khảo cái bây giờ nên cho bác chụp cây đàn. Con này thì cũng bị sức nhẹ một tí thôi, bác nhá, những cái sức nhẹ thôi. Đây. Đấy, sức nhẹ tí thôi. Đây cho bác nào lấy cây này này, mã này là mã số 987 nhá. Nên chụp cây đàn xong rồi xả dây điện nhá. Bê nguyên một thùng dây điện xả cho bác luôn. 987 này. Cái này bắt đầu lấy để bác giá là 1.1.000. Đấy, 987 1.1.000 nhá. Đấy, lên cho bác chục cây đàn nhá, chục cây đàn em còn lên rất nhiều mặt hàng. Đấy, các bác xem like cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký cho em xin một đăng ký kênh. Chục cây đàn cho các bác. Đây này, cây này thì còn rất là đẹp này. Bác nào thích cây này có thể tham khảo cây này. Cây này rất là đẹp luôn này.
đàn thì em không biết đánh đâu. Cái này là cây Machi đấy, made in Japan, model của nó là M100 đấy. Đây này, có tem mác các thứ đàng hoàng luôn đây đấy, tem mác các thứ đàng hoàng luôn, Machi đấy. Cây này thì còn cực đẹp luôn nha các nhá, cây này thì không có gì để mà suy nghĩ luôn, còn rất là đẹp luôn. Đây, cho bác nào ưng cây này này, giá rất là hợp lý rồi đấy. Như cây này thì bác nào lấy này, giá để cho bác giá là chỉ có là 1.250.000 cây này nhá. Đấy, 1.250.000. Mã này là mã số 988, 1.250.000. Lên cho bác chụp cây đàn xong rồi xả cho bác một thùng dây điện nữa. Bác nào thích dây điện ổ điện Nhật thì chờ em một lát nhá, về đấu dàn loa thì chờ em một lát. Đấy, bác có xem like thì cho em xin một like, chia sẻ. Đấy, cái này là cây cái gì đấy, Glory, đây made in Japan. Đấy, Glory, nó ghi ở Glory thì em đọc như vậy thôi. Đây, anh cọc rồi em gửi hàng cho anh chưa? Anh chốt cái mã nào nhỉ anh Duy Cường nhỉ? Anh lấy cái mã nào nhỉ? Anh phải đọc em cái mã cơ thì em mới biết được. Nếu mà anh chốt cổ hôm qua thì hôm nay mới gửi, và anh chốt hôm kia thì là hôm qua gửi rồi. Đây này, cho bắt đầu chốt cây này này. Đấy, cái này là cái hình nhá, về các bác lột đi thôi. Đấy, cây này thì bắt đầu lấy này, mã này là mã số 989 nhá. Cây này thì bắt đầu lấy thì để cho bác giá là 1.189.000, 1.1 nhá, 989 đó. Vừa chốt con 550.000 nữa cơ. À, vừa chốt thì rất tiếc là phải đến thứ hai em mới gửi được đi rồi, tại vì là hôm mai nó là chủ nhật thì bên em đang nghỉ, thứ hai em mới đóng hàng đi được. Tuần nào cũng vậy, chủ nhật thì lại, nếu mà live vào ngày thứ bảy thì phải sáng thứ hai mới đi được hàng. Đấy, còn nếu mà những cái ngày trong ngày bình thường thì hôm trước là hôm sau là hàng đi luôn. Nếu mà các bác mà cứ chốt vào ngày thứ bảy thì chắc chắn là nó sẽ chậm hơn một tí, chậm hơn một ngày so với dự kiến. Đây này, xả tiếp cho bác cây này nữa này. Cây này thì bị chờ bị chóc mất tí này con này, chóc mất tí này. Thanh lý cho bác này, bác nào lấy cây này này. Đấy, cây này thì cũng giá rẻ cho bác thôi, 900k thôi nhá, 900.000 cây đàn đấy nhá. Mã này là mã số 990. Đấy, chín trăm ga thôi. Đấy, các bác cần xem like thì cho em xin một like nhé. Con nào chưa đăng ký follow cho em xin một đăng ký và một follow. Đây, cây này cũng rất là đẹp này. Cây này là cái cây Riroi cái gì đây, Matsuka Japan M40 đây. Đây, cái này thì bị sức nhẹ tí đây, có nhìn chưa, bị chấm bên sức ở chỗ này này. Đấy, đây còn lại thì tổng thể của nó, nói chung là đàn bãi cũng nhá, đàn bãi thì về các bác dọn qua đi giúp em một tí, vì nó là nguyên chất bãi thôi. Đấy, nó không thể tránh được những cái vết xước được. Đấy, như này thì cũng là rất là ok rồi, lấy về nó cũng không hề rẻ một tí nào đâu các nhá. Em hôm qua có chốt, anh ơi nếu mà anh chốt bên em thì anh gọi cho bên em, bên em thì em không gọi cho các bác được đâu. Nếu bác chốt bác gọi trực tiếp giúp em. Đây, bắt đầu lấy cây này này, những cái vết chấm sức nhẹ đây này. Cây này thì bắt đầu lấy này, để cho bác giá là, cây này để bác giá là 1 triệu thôi nhá. Mã này là mã số 991 này, giá là 1 triệu này. Đấy, gọi được cái vết sức nhẹ này về các bác dọn thôi. Nó là đàn bãi mà, không tránh được những cái vết sức nhẹ đấy. Đấy, các bác xem like cho em xin một like. Con nào chưa đăng ký, chưa follow cho em xin một đăng ký và một follow. Đây, cây Suzuki này cũng còn đẹp luôn này các bác này. Bác nào thích cây Suzuki đấy. Cây Suzuki cũng còn rất là, cũng còn đẹp luôn này các bác này. Suzuki, con này nó ghi 1887, có nghĩa có thế là chắc là nó sản xuất 1887 đúng không các bác? Đấy, made in Japan đây rồi. Đấy, cây Suzuki này.
đấy, cái Suzuki còn rất là đẹp luôn này, bắt đầu lấy cái Suzuki đây, những cái vết xước nó hơi nhẹ nhẹ tí thì các bác phải thông cảm thôi, vì nó là đàn bãi nhá các nhá, đàn bãi như này là ok lắm rồi. Đây đầu điếc cái thứ này còn đẹp luôn này. Đấy mã này là mã số 992 có nhá. Cây này thì bắt đầu lấy thì để bác giá là 1,1 triệu đấy, cũng hợp lý cho bác giá luôn nhá, 1,1 triệu là hợp lý lắm rồi. Những cái cây như thế này đấy, có bác xem like cho em xin một like, một chia sẻ, vì cái cây này nó bị thủng phát tiếc chưa. Này bác nào mà dọn được lấy cây này về này. Đây này, bác nào mà dọn được lấy cây này về, cây này đẹp tiếc quá này các bác này. Cây này có một cái vết sức nhẹ đây này. Đấy, cây này này các bác nhìn này. Không biết cái gì nó tì mà nó thủng một lỗ này, như kiểu cái đinh như cái gì nó cắm vào này. Đấy. 1887 chắc đi Tây Trúc từ lâu rồi, không có khả năng. Cây này cây Kasuga các bác nhá. Cây này nó bị thủng một lỗ này, các bác nhìn kìa, thấy không? Chưa? Cây này không biết nó có tì vào thủng lỗ này. Mà cây này rất là ngon luôn. Đấy, tình trạng báo luôn các bác, cây này có mỗi một cái lỗ này thôi này, còn lại thì rất là đẹp luôn. Con nào về và vá được tí thì cứ dây. Có nhìn này, cần giếc đầu giếc đây, đẹp không? Đấy, cây này thì tình trạng như này thì bắt đầu lấy nhá, thủng mỗi một lỗ như này thôi, rất tiếc, 800k thôi. Đấy. Mã này là mã số 993 nhá. 800k nhá, 993. Đấy, các bác xem like cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký cho em xin một đăng ký kênh. Đây cái này đẹp phết đấy. Nhưng mà cây này nó bị đây này, có cái cây này cũng rất là đẹp này các bạn. Cây này cây Maruha Guitar đây, FB150 Japan này. Đấy. Đây này cây này này, thùng của nó rất là đẹp luôn này. Nhưng mà cây này của nó bị mất hai cái miếng ở đây này, hai cái miếng dán ở chỗ này này. Đây có nhìn chưa? Đâu? Ui rồi thủng bên cạnh. Tiếp chưa? Thế bị tài này. Này, các bác nhìn tổng thể này. Đấy, đẹp không? Nhưng mà xong này, bực không? Thế bị điên chứ. Thanh lý cho bác, các bác nào lấy cái này này, 700.000 này, 700.000 nhá. 700k đấy nhá. Tiếc quá. Đấy, bên những cái vết như này mà em phải thanh lý nó giá quá rẻ. Mua vào nó cũng rất là cao rồi. Mã này là mã số 9 bao nhiêu? 994 quá nhá. Đấy, bác nào lấy này, 700.000 này, tiếc quá. Cái này được cái này tưởng nó đẹp, ngờ đâu nó lại bị phát như này. Ê. Các bác xem like cho em xin một like. Con nào chưa đăng ký follow cho em xin đăng ký một follow. Đây xem một cây nào đẹp đẹp lên cho bác, mấy cây nó đẹp đẹp một tí. Đấy. Mọi thông tin thì các bác gọi trực tiếp cho em nhé. Đây em lên cho bác một cây này là cây Shinano này, cây này thì còn đẹp này con này, cây này thì còn ok này, cây này thì còn đẹp luôn này. Đấy. Cái Shinano made in Japan đúng không nhá. Đấy, con này cái gì No 33, model No 33 Shinano đây, cây này thì còn rất là cũng còn được. Nói chung là hàng bãi có nhá. Những cái vết sức nhẹ thì các bác thông cảm thôi. Không tránh được. Đấy, con này có nó dây cước. Đây. Đấy. Mã này là mã số 995 nhá. Con này thì bắt đầu lấy này, để cho bác giá là 1,1 triệu. Đấy. 995, 1,1 triệu. Các bác xem like cho em xin một like. Con nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. Mọi thông tin thì các bác gọi trực tiếp giúp em ạ. Mấy cái này sao nhỉ?
Cái này đẹp phết đấy. Đây lên cho bác mấy cây nữa rồi thanh lý dây điện giá rẻ các bác nhá. Lên cho bác mấy cây nữa thanh lý dây điện giá rẻ nhá. Bác nào chốt được cây nào thì alo cho em nhá. Đây này. Cây này của nó là cây cái gì AB cái gì 63A đây, Suwa. Cái này thì em không rõ đâu đây này. Đấy. Cây này của nó này. Cây này của nó còn rất là đẹp luôn này con này. Đấy. Cây này cũng còn rất là đẹp luôn. Đấy, về các bác kéo dây lên thôi chứ còn em hàng bãi thì lên được bác bán theo hiện trạng và nguyên bản thôi. Như thế nào thì lên cho bác như thế thôi. Bác nhận hàng kiểm tra hàng giúp em. Đấy. À, cho bác nào chốt con này này. Mã này là mã số 996 nhá. Con này 1 triệu mốt quá nhá. 996 1 triệu mốt nhá. Các bác xem like cho em xin một like. Con nào chưa đăng ký follow cho em xin một đăng ký và một follow. Cây túi lên lấy cho bác cái cây trắng trắng này, cây đẹp này. Đây là trên này này. Đấy. Đây này. Cây này cũng đẹp này các bạn ạ. Cây này rất đẹp luôn. Cây này là cây cái gì? Fame guitar No 525 Japan. Đấy, series 720820 này. Cây này đẹp này, cây này rất đẹp luôn này. Đây cây này rất đẹp luôn, về các bác lau lên. Cây này còn đẹp luôn. Đấy. Bãi như này là quá là ok rồi. Ôi giời ơi, cây này mẻ này. Ôi giời ơi, mẻ tí này, các bác nhìn này. Thế tiếc không này. Đây, các bác nhìn này. Bị nứt như này. Ôi giời. Đẹp quá mà bị ấy tí này, các bác nhìn này. Đây một tí đầu cần này, bắt đầu lấy về cái này cho bác chỉnh lại, em nghĩ là chỉnh được thì thôi. Tiếc quá, tiếc quá. Rất đẹp mà phải thanh lý. Thôi, thanh lý cho bác cây này bác nào lấy này. Để cho bác giá là 800k, đẹp như này nhưng mà bị đầu cần như kia. 800, tiếp ạ. Mã này là mã số 997 nhá. 800k thôi. Tiếp cái nhỉ, cây này đẹp quá. Cú này. Ui, cây này mới là cây đẹp. Đây này, bác nào thích cây đẹp em còn cây này này. Đấy. À, một cây hoa ta, cây này thì ui giời, cây này đẹp lắm. Cây này đẹp lắm. Này. Cây này đẹp lắm. Đây. Để bác căng dây thôi, dây nó trùng ấy. Để bác căng lên nhé. Đấy. Dây nó đang trùng. Đây con này là bên trong nó có chữ nho, chữ gì có dấu đỏ này. Đây còn trên đây là nó ghi có là hoa ta này. Đấy. Cây này thì đẹp, cây này thì còn đẹp lắm. Đây. Đây này. Sức cực nhẹ đây nhá, một cái sức cực nhẹ luôn. Còn lại cây này thì rất là đẹp luôn. Đấy. Mã nào chốt cây này nhá. Mã này là mã số 998 triệu 2 cây này nhá. 998 này. 1 triệu 2. Em lên cho bác một cây đàn nữa thôi nhá, xong rồi em xả dây điện Nhật. Xong bê nguyên một thùng dây điện Nhật xả cho bác luôn. Đấy. Lên cái nào bán cái đấy. Cái này đẹp phết đấy. Đây này có cái cây này cũng cái này nó thiếu cái đấy đi. Thôi. Em lên cho bác cái cây nó còn đẹp đẹp một tí. Đấy, các bác xem like cho em xin like. Chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. À đây còn cây hoa ta màu trắng nữa này các bác ơi. Cũng đẹp như cây kia luôn này. Đây đây. Cô đây. Báo rồi mà, thanh lý 800. Đây này, lên cho bác cây này đẹp này. Đấy, một cái cây hoa ta cũng như vừa rồi đấy các bác này. Cây này thì không nét được bằng cái cây hoa ta vừa rồi. Đây. 18 1 10.
Cây này thì 1,1 triệu thôi. 1,1 triệu quá nhá. Alo. Mã này là mã số 999 này. 1,1 triệu. Đấy. Cho bác nào chốt cây này. Này Tú này. Đây bây giờ thì xẻ cho các bác một thùng dây điện luôn. Đấy, thùng dây điện nhá. Anh Cường ơi, Tú ơi bê chú một nguyên một cái thùng ra đây. Đặt lên đây xẻ luôn nữa. Một cái thùng nguyên đi. Ra đây bóc xẻ các bác. Tú ơi, anh Cường bê chứ. Đây lên cho các bác cái dây điện Nhật giá rẻ này có này. 200-300k mấy dây luôn, cả ổ điện các thứ luôn, rất là dùng rất là thích luôn. Đấy, các bác có xem like cho em xin một like nhá. Bạn nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. Đấy. Bạn nào ưng kiểu cái mã nào thì bác liên hệ qua biển giúp em ạ. Đấy, các bác follow nhá. Đây, đặt luôn lên trên thùng này luôn, đặt luôn lên trên đấy luôn. Đặt luôn trên đấy luôn, bóc phần đầu bán cho bác đấy. Dây điện Nhật. Bóc ra sử dụng. Bóc ngang vậy cũng được mà Tú. Thì sao? Đây xả các bác cái dây điện giá rẻ, dây điện Nhật. Đấy, bác nào chốt được cái mã nào thì các bác inbox hoặc gọi điện giúp em nhá. Đây, xả cho bác một cái thùng dây điện. Ui, 11-43 được cơ. Quá. Bóc luôn quả này luôn. Bóc ngang luôn. Đấy, dây điện Nhật bãi quá nhá. Dây điện Nhật bãi này cho bác nào thích này. Cái dây điện này em nói các bác là dùng cực sướng luôn. Đấy. Đây các bác nhá. Cái dây điện này ấy, có nhiều cái ổ thì nó sẽ không cắm được điện 220 đâu. Nhưng mà nếu mà về các bác muốn cắm được ấy, về các bác tháo ra, các bác cắt cái cầu chì của nó đi. Tháo cái cầu chì nó đi. Tháo cái mấy cái bóng mà điện 100V đi là các bác lại cắm vào điện 220 bình thường nhá. Mỗi thế thôi, chả có gì đâu, rất là đơn giản thôi. Con này thùng này nó có cái ổ màu ấy này. Này chắc nhiều bác thích. Này Tú ơi. Ổ màu ấy này, màu gỗ. Ổ màu gỗ luôn. Đấy, cái ghế này là tiện chưa? Như này mới gọi là tiện này. Đây bác nhá, lên cho bác ít tổ điện Nhật. Đấy. Bác nào mà chốt được mã nào thì alo cho em này. Mã đầu tiên nhá. Một ổ này là một ổ màu màu vân gỗ này, một ổ màu vân gỗ này. Đấy. Lên cho bác một ổ màu vân gỗ nhá, hai ổ dài luôn. Đây lên cho bác một cái ổ khác đi cho nó dễ. Đây, ổ này đi. Đấy, ổ này là 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Ổ này 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Hai ổ 6 nhá. Và thêm cho bác một cái ổ nữa đi. Một ổ này là ổ... Đây, một cái ổ này là ổ dài này. Ổ này là ổ dây dài nữa này. Ổ dây dài và ổ này là ổ gài nhá. Ổ này thì các bác sẽ gài nhá. Các bác vặn đây có gài này. Nếu mà các cắm điện này, gài không rút được ra này. Đấy, nó chắc luôn. Đấy, về các bác cắm dàn âm thanh các thứ thì đẳng cấp luôn. Ba ổ này bác nào lấy này, ba ổ này nhá. Mã này là mã số chuyển khoản hết thì bên em vẫn hỗ trợ bao ship nhá. Mã số 01 này, vậy ba ổ này bán bao nhiêu nhỉ? 280.000 nhá. Mã số 01 này 280.000, ba cái ổ này. Đây. Ba ổ này nhá, 280.000. Đấy. Chuyển khoản hết bao ship. Đấy, dây điện Nhật. Ui giời, cái ổ này dây gì to. Này. Con này thì dây vừa dài mà dây của nó dây khủng luôn này. Bác nào thích dây khủng này. Đây, lên cho bác một cái mã ba cái con dây khủng đi. Đây này. Đấy, hai con dây khủng rồi nhá. Xem là hay là một cái ổ đây đây đi, hay là cái ổ này đi. Đây này, cái ổ này là cái ổ mà 1 2 3 4 5 6 này. Đây này, cái này thì bác nào lấy này. Cái này thì để cho bác giá là đây nhá. Cái ổ này thì xem nào. Hai cái dây này. Nào được không? Đấy,
Cái loại này cũng rất là chất luôn. Đây này, kỷ niệm cho bác một cái ổ ba nhá. Ổ ba dài tầm 2-3 mét này. Đây nhá, bác nào lấy nhá. Bốn ổ này nhá. Đấy, bốn ổ này bác nào lấy này nhá. 330.000 nhá. 330.000 bốn ổ này nhá. Ok chưa? Hai quái cuộn dây qua nhìn này, kinh điển luôn. Về cắm gì bao sướng luôn. Nếu mà nó có những cái nếu mà nó có những cái mà chẳng hạn như là những cái đèn báo này, về có bác tháo ra có bác vứt đi cho nó thành điện 220, rất đơn giản thôi. 330.000 bốn ổ này nhá. Đấy. Mã số 02 nhá. 330 kìa. 02 nhá. Này, quấn nó vào này. 330.000 02, bốn cái ổ này luôn. Ổ điện Nhật. Đấy. Các bác xem like cho em xin một like. Có nào chưa đăng ký follow cho em xin một đăng ký follow. Đây lên cho bác cái ổ to đi. Ổ to nhá. Đây này rất là nhiều ổ điện, dây nó rất là dài luôn. Đấy, các bác có xem like cho em xin một like, đăng ký. Đây lên cho bác cái ổ này cũng là cái ổ rất là dài. Cái này nó còn cái công tắc nhỏ gì ở bên cạnh này con này. Nó còn cái công tắc nhỏ gì nó nối ra này, không biết nó để làm cái gì này. Hai cái ổ siêu to này luôn nhá. Đấy, lên cho bác của cái mã này thì đây. Đây, toàn ổ to như thế này có nhá, toàn dây to như này nhá. 300.000 nhá. 300.000 bác nào chốt ổ này, 300.000 nhá. Đấy. Mã này là mã số này, về có cắm âm thanh mới là gọi là phê. 03. Đấy, 300k nhá. 03 này. Nguyên cả một thùng này luôn, lên cho bác thùng này thì có mà chắc đến tối. Đây là nhiều lắm. Một thùng nó nhiều lắm. Nó lên cho bác một cái mã mấy cái ổ. Ô cái này các bác nhìn này, cái ổ này không phải nhỏ nhá. Nó cắm được 1 2 3 4 5 6 này, cắm được 6 chân luôn. Đấy. Nhìn nó nhỏ nhưng không hề nhỏ luôn, cắm được 6 chân. Đây lên cho bác một cái mã này đi. Đây. Mã này là mã 1 2 3 4 5 6 này, cũng 6 ổ này. Nhá. Đây lên cho bác một mã ổ nhỏ nhá. Một cái mã ổ nhỏ nhá. Đây nhá. Toàn ổ nhỏ đây này. Đây một cái ổ này là ổ đây. Lên cho bác cái dây này đi. Đây ổ này ổ nối cắm 3 nhá. Đấy. Là 3 cái rồi này. Đấy. Đây nhá. Một tiếp tục nào, xem nào. Ui giời, dây này chắc là 5 mét này. Ổ này ổ 5 mét này. Đấy. 1 2 3 4 này. Đấy. 4 ổ này nhá. Bác nào lấy này. Cho thêm ổ nữa đi. Ổ nữa là 5 ổ đi. Đấy. 5 ổ cái loại mà vừa vừa này. Đây, thêm ổ này này. 5 ổ này, 300k, 5 ổ 300.000 nhá. 5 ổ này 300.000 ạ. Mã này là mã số 04, 5 ổ này 300k. Đấy. Đấy. 04 300.000. Lấy cho anh một ổ nhỏ. Em chả biết là như thế nào nữa, thôi thì bác chốt được cái ổ nào thì bác chốt giúp em với, chứ cái này thì nó nhiều lắm. Nó nhiều lắm, em cũng chưa biết là lên cái kiểu gì đây. Đây là cái ổ này này, qua đây. Ui giời, ổ này này, ổ gài này, 1 2 3 4 5 6 7 8 này. Ổ 8 mà ổ dây to, ổ gài này. Ui giời. Đấy, em xin phép các bác lên cho bác mỗi ổ này nhá, hai cái ổ này nhá. Này. Ổ này là ổ gài chân 2 chân 3 đều được hết nhá. Ổ to luôn nhá của em nhá, hai ổ khủng luôn nhá. Đấy, hai ổ khủng này này. Đấy. Xem nào, lên cho bác một cái ổ đây, hai cái ổ khủng này và kỷ niệm cho bác một cái ổ nối tầm vòng 3 mét và chân chân 3 này. Ổ nối chân 3 tầm vòng 3 mét thì phải, 2 mét rưỡi 3 mét này. 300.000 nhá, hai cái ổ đỉnh này luôn nhá. Đấy. Ổ rêu đây này, siêu to luôn này. Đấy, cái ổ này về các bác cắm âm thanh mới là chất này, Pana. Đấy, 300.000 nhá, cái ổ chất này luôn. Hai ổ chất này kèm thêm một cái ổ bé nữa. Không năm này. Không năm nhá. 300k. Đấy. Dày chất luôn. Nó nhiều ổ rất là đẳng cấp luôn. Ý. Ui cái ổ gì to thế này. Ui cái ổ này. To chứ. Nói chung là dùng rất là thích. Nếu mà các bác về các bác
đắn đo thì về bác tháo ra, bác tháo mấy cái đèn của nó ra nó khỏi bị chập, tháo cái đèn ra nó thành dùng cho điện 220 luôn đấy. Dây của nó thì nó bao phê rồi. Lên cho bác một cái mã ổ nhỏ đi, đây nhá, một cái ổ này là ổ 3 có công tắc này, và ổ này cũng là ổ 3 của Nationa này, hai ổ nhá. Đây một ổ này là ổ 3 nữa này, đấy, một ổ 3 của Nationa nữa này, đấy, ba ổ nhá, đấy. Ổ này cũng là một ổ 3 nữa này, 4 ổ này. Đấy. Đấy. Và thêm cho bác một ổ này là ổ 1 2 3 4 5 6 nhá. Ổ 6 nhá. Đây nhá, tổng là 1 này, 2 này, 3 này, 4 5 ổ nhá. Đấy. Đúng rồi, cái này thì hàng bên em thì có chuyển khoản hết, em mới bao ship thôi, còn cọc có trả tiền ship. Bên em thì từ trước bây giờ kể cả là những đơn 100k cho đến 10 triệu đến 20 triệu chuyển khoản hết thì vẫn bao ship, và cọc thì vẫn trả tiền ship. Đấy, bên em nó là quy định luôn là như thế luôn, là dễ. Đấy. Bác nào lấy này, tổng 5 ổ này này, 1 này. Ui, rơi mất ổ đây. 2 này, 3 này, 4 này, 5 nhá. 5 ổ nhá, để cho bác giá là 330.000 nhá. Đấy, mã này là mã số 06 nhá. Đấy. 330.000 5 ổ. Đây quấn này, quấn lại cho các bác này. Đấy. Lấy cho anh một cái ổ nhỏ cơ, nhưng mà anh lấy cái gì nhỉ? Thì mà lấy một cái ổ nhỏ thì bây giờ em chả biết lấy kiểu gì, ổ điện nhà em còn nhiều. Bây giờ em chả biết lấy kiểu gì cả. Đấy. Nên cho bác một cái ổ đẳng cấp tí đi. Đây. Ổ dây to này, ổ này chắc phải 4 về 3 4 5 mét đây này. Nhá, một ổ dây to này. Đây. Ui giời, dây to này. Lại dây to tiếp này. Hai ổ dây to nhá. Hai ổ dây to nhá. Đấy. Xem nào. 3 ổ dây to nhá. Đây, 3 ổ dây to 300k nhá. 300.000 3 ổ này nhá. Ok chưa? Đấy. Mã này là mã số 07 nhá. Đấy. Riêng về ổ điện em nói bác là giá này nó cực thơm rồi. Vì cái dây của nó, cái dây đồng này của nó là lõi của nó là dây đồng thật luôn, và lõi là lõi thật luôn. Dây của nó to lắm, nó không như cái dây vớ vẩn kia của mình đâu. Nói chung là bác nào mà dùng cái loại này nó sướng lắm. Nó là dây điện của nó là lõi đồng thật nhé, chứ không phải cái lõi đồng vớ vẩn. Kể cả là như bây giờ nếu mà các bác ra ngoài, các bác mua một cái ổ điện của mình thôi, của China thôi chẳng hạn. Đấy, một cái ổ điện mà ổ 6, ổ 7 như này, về các bác mua nó riêng một ổ mà ổ vàng, ổ ngon ấy, nó rơi vào tầm 70-80 nghìn rồi. Chưa nói là đầu tư dây điện, chưa nói là phích cắm. Tính ra một ổ mất gần 200 nghìn, mà em bán 300.000 cho bác toàn mấy ổ thôi, toàn cái dây nhật xịn này thôi. Đấy, nếu về các bác cứ tháo ra cho yên tâm, tháo ra nhá. Có những cái gì liên quan đến điện 100V thì các bác bỏ hết đi cho thành điện 220 cho nó yên tâm. Đấy. Còn bác nào mà đang dùng điện 100V thì không cần phải làm gì cả. Có những cái thì vẫn cắm được 220, nhưng có những cái thì sợ không cắm được vì nó có thêm một cái bóng đèn nhá, cái bóng đèn để báo đèn ấy. Đấy. Lấy một cái chiếc nhỏ rồi em biết lấy kiểu gì bây giờ. Đây em lên cho bác một cái ổ này này. Ổ này là ổ của Panasonic nhá. Ổ này 1 2 3 4 ổ 4 này. Lên cho bác phát cái này là lại một dãy ổ nhỏ luôn. Một dãy ổ vừa phải nhá. Ổ này là ổ 3 nhá. Một cái ổ 3 nữa này, lại lên cho bác 5 ổ vừa phải luôn. Đây, ổ này ổ 3 nữa này. Đấy, 3 ổ nhá. Ổ này là ổ 3 này, ổ dây dài này, 4 ổ nhá. Ok chưa? Đấy. Một cái ổ này là ổ nối ngắn này. Ổ nối ngắn thì thôi thì để tí em kỷ niệm mà xem thêm vào cho bác cái ổ to đi, để cho bác lên cho bác cái ổ dây dài hơn đi. Đấy, cho các bác hợp lý luôn. Đây này, ổ này thì dây của nó cũng như là 3-4 mét của Panasonic nhá. Ok chưa? 5 ổ này nhá, 330.000 thôi nhá. Đấy. Nó có dây cắm được đây, những cái dây như này đều cắm được 220 hết này. Những cái dây này em vẫn đang cắm thì cắm được 220 hết này. Đấy. Mã này là mã số 08 này, 330.000 nữa nhá. 08 330.000 là 5 dây nhá. Đấy. Rất là hợp lý thôi. Mà dây của nó là dây đồng thật đấy. Bác nào mà chơi cái loại này mà về, nói chung về các bác có cắt ra lấy cái dây nó vẫn đẳng cấp rồi mà, cái dây nó thích lắm. Dây nó lõi nó to lắm. Nó không những cái lõi vớ vẩn như đâu. Mà về em nói các bác có cắt ra có đấu giản âm thanh được, dây của nó đỉnh lắm.
nhiều lắm. Đây ổ này là ổ có công tắc này. Để em xem nào, lên cho bác một cái, đây lại lên cho bác một cái lít ổ, toàn ổ như thế này nhá, toàn ổ như thế này nữa nhá. Đấy. À đây, hay là lên đảo đi. Đây một cái dài này. Đấy. Ô cái này cắm được cả USB này tú này. Tú này, cái này cắm được cả USB này. Này cái này cắm được cả USB, khả năng cái này cắm được cả sạc này. Đây này, cái ổ này cắm được cả USB này, khả năng cái ổ này là có cả sạc này, cắm được cả USB này, một cái này. Đấy. Cái này có cắm được cả ba cái USB luôn. Đây lên cho bác đảo đi. Đây. Lên cho bác một cái hai cái mã này nhá. Và xem nào, một cái nữa đi. Đây một cái dây xanh dài này, ổ nối ba dây xanh dài này. Đây, kỷ niệm cho bác một cái ổ ngắn này nữa này, ổ ngắn, ổ này ổ ổ ba ngắn đây này. Đấy. Bác nào lấy nhá. Đấy, tổng là 1 2 3 4 nhá. Đấy. 4 nhá. Hay là cho bác thêm ổ nữa đi, cho thành 5 đi, cho nó dễ đi. Đâu xem nào. Đây, một ổ này này, ổ nối dài nữa này. 5 này, 5 ổ này, 330.000 với nhá. Lấy cho anh một cái ổ dây ngắn, ổ dây ngắn này còn anh ơi, anh cứ nhắn tin bình luận em với. Bình luận giúp em với, nhắn tin ở bình thường cho em ấy, em còn đầy mà. Em mai em chọn cho nó dễ. Đấy, mã này là mã số 09 à. 330.000 nhá, bằng này ổ luôn này. 09 330.000, ổ dây điện Nhật. Đấy. Bà giá như này nó gọi là quá êm cho các bác rồi đấy. Cái dây điện này thì không nhìn nào mua được cái giá nào nó êm như này luôn. Vì nó quá là chất rồi, dây của nó đẳng cấp lắm. Đây này, lên cho bác một cái ổ này là cái ổ dài nhá. Ổ này có nó 1 2 3 4 5 6 này. Ổ này về có cắm âm thanh này. Có Elecom này. Ổ này có công tắc luôn này, về cắm âm thanh này. Một ổ này. Úi dồi ôi, dưới này nó có cái ổ gì to thế này. Ôi giời, cái ổ gì này. Cái tú này. Ổ to chưa này. Này các bác này, hai ổ siêu to luôn này. Đấy. Hai ổ siêu to luôn. Hay thì bây giờ là như thế này đi. Bác nào lấy hai cái ổ siêu to này của em mà, dây to này. Hai ổ này này. Nhá. Hai, chỉ có hai ổ thôi nhưng mà nó đây. Bác nhìn nhá, dàn công tắc này. Đấy, về cắm âm thanh. Đấy. Hai ổ siêu to nhá. Con này nó có cả nút này như kiểu là ad ấy. Đấy. Hai ổ siêu to này có nhá. Đấy. Xem nào. Kinh khủng luôn. Hai ổ này thì quá là chất luôn. Hay là bác nào thích chơi quả. Đây, cho ba ổ to này luôn. Này. 350.000 chơi quả này luôn không? Bác nào chơi em quả to này không? 350.000 ba ổ này không? Đấy, ba cái ổ to này không? 350k nhá. À, bác nào chốt được bác gọi trực tiếp giúp em ạ. Mã này là mã số 10. Đấy, 350.000 ba cái ổ to khủng đấy luôn. Mã số 10. 350.000 nhá. Đấy, 3 giây. Ba cái ổ này thì chất rồi. Đây. Đấy, bác nào chốt alo cho em này. Nhưng mà nhiều quá các bạn, mà giờ nó hơn 12 giờ rồi. Đúng anh ơi, em Trần Công đấy ạ. Tên kênh của mình nhìn lạnh, còn em tên là Trần Công. Lên được mấy cái muộn quá nhỉ. Em lên cho bác ít mã đi nhá, ít mã cái dây điện này nữa nhá. Rồi em xuống live nhá, lên cho bác ít mã nữa. Mà bây giờ lên hết cái thùng này thì chắc là đến 1 giờ mất. Nó nhiều quá, đói lắm rồi. Đây một ổ này quá này, một ổ này nó cũng kiểu giả gỗ này. Một ổ này, hai ổ này. Đấy nhá, toàn ổ dài của em nhá. Đấy. Đây. Ổ dài nhá, ba ổ nhá, ba ổ dài. Ok chưa? Ba ổ dài to này luôn nhá. Đây, kỷ niệm cho bác thêm một cái ổ ba nữa nhá. Ổ này của em mấy mét đây này. 330.000 nhá. 330 ổ dài một ổ ngắn, 330k. Đấy. Bác nào chốt mã này này. Mã này là mã số
Mã số 11 nhá, 330k. Đấy. Các bác thích dây to nữa không? Bác nào thích dây to nữa không? Lên cho bác có một cái mã dây to. Đây. Dây to này, 1 này. Dây to này, 2 này. Đấy, dây to nhá. Xem còn con dây to nữa không? Đây, dây to này 3 này. Đấy. Đây, kỷ niệm thêm cho bác cái ổ này. Đây, ổ này nó đang bị xước dây rồi. Đây, bác ổ khác đi. Đây. Thêm cho bác cái ổ này nữa này. Đấy. 4 ổ nhá. Ok chưa? 4 ổ này bác nó lấy này, 3 ổ dây to, 1 ổ và 1 ổ vé này, 4 ổ này. Đấy. 350.000 nhá. 350k ổ này. Đấy. Mã này là mã số 12 nhá. 12 này. Cuốn cẩn thận ở túi nhá, không ngày mai nó bị tuột cổ đấy. 12 là 350.000 nhá. Chỗ này thì hơi bị nhiều luôn. Đấy, chỗ đấy là hơi bị ngon rồi đấy. Bác nào chốt cái mã 12 kia là cũng rất là chất luôn đấy. Lên cho bác một cái mã ổ bé nhá. Ổ bé là nhiều nhá. Cái này là cái chân cá giác cắm nó này. Một ổ này. Cái này là cái dây nối này. Hai ổ này. Đấy. Ba ổ này. Ổ này là ổ 4 này. Ba ổ này. Bốn ổ này. Đây. Thêm cho bác cái ổ này đi. À, ổ này đang bị sức dây. Thêm cho bác ổ này đi. Đây. Năm ổ này. Năm ổ nhá. Năm ổ nối. Nối 3, nối 4 đấy. 5 ổ này bắt đầu lấy này, 330.000 nhá. 330.000 5 ổ này nhá. Đấy. Mã này là mã số này. Cứ để đây nhá. Mã số 13 nhá. 330.000 này. Đấy. Đây này túi xem đây nhá. Cái ổ gì, cái ổ này, ô cái ổ này chất chưa các bác này. Ổ này nhìn nó dài ngoằng luôn này. Chất chưa này. Đấy. Ổ này là ổ mấy đây đây biết không? 1 2 3 4 5 6 này. Ổ 6 này các bác nhá. Một cái ổ 6 này. Đấy. Ổ dây điện. Nhiều, rất là nhiều loại. Đây, một cái ổ dài cho các bác này. Hai ổ dài này. Đây ổ này thì cũng siêu dài luôn này. Đấy. Ổ này thì cũng siêu dài luôn đi. Xem là con ổ nào. Đây, lên bác ổ này đi. 3 ổ nhá, 3 ổ dài nhá. Đấy. Xem nào. Đây này, 4 ổ dài này các này. 4 ổ dài này, bắt đầu lấy 4 ổ dài này này. Đấy. 4 ổ dài nhá. Đúng. 4 ổ dài. Cho bác thêm một cái ổ nữa đi cho nó nhiều. 350.000 bác nào chốt cho em mã này này, 350k. Đấy. Mã này là mã số 14 nhá. Đấy. 350.000. Đấy, những cái mã đấy là các bác chốt là cực ok rồi. Đấy, các bác có xem like thì cho em xin một like. Các nào chưa đăng ký follow cho em xin một đăng ký không? Follow. Đây ổ này là ổ dây điện to này các này. Ổ này ổ to về quát rửa đi này. Một ổ to này. Đấy. Đây. Đây cái ổ này cũng ổ to này. Hai ổ to các nhá. Hai ổ to. Xem nào. Đây. Ba ổ to các nhá. Đấy. Tiếp tục lên cho bác mã ổ to nữa đi. Mã này chơi toàn ổ to luôn. Đây. 4 ổ to các nhá. 4 ổ to này, 350.000 này. Đấy, bác nào chốt cái mã nào được bác gọi trực tiếp qua cái biển của em nhá. Điện thoại em ghim cho đấy nhá. 4 ổ to này nhá. 350k.
Đấy, dây điện Nhật. 4 ổ to. Mã số này là mã số 15. Đấy. Đấy, ok. Ôi hôm nay thì em xin phép các bác là em xuống live ở đây thôi. Đói quá rồi, ăn cơm đã. Tôi hẹn các bác vào mai live tiếp. Đấy. Đấy, các bác vào xem live thì cho em xin một like. Bạn nào chưa đăng ký follow cho em xin một đăng ký và một follow. Đấy, cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và ủng hộ đến kênh Mặt Hàng Nhật Bãi bên em nhé. Nếu mà các bác nào ở trên TikTok muốn xem lại thì bác ấn vào trong TikTok chính Hàng Nhật Bãi bên em. Và các bác ấn vào bên dưới chia sẻ hồ sơ. Nó có chữ bio link ấy, có ấn vào đấy thì nó sẽ có cái kênh Minh Lạnh của em. Các bác có thể tua lại và xem lại những cái đôi loa, những cái bộ dàn mini và những cái cây đàn guitar hoặc những cái mã dây điện em vừa lên. Đấy. Thì đấy, còn các bác nào mà chốt được cái gì thì các bác gọi trực tiếp nhá. Hàng bên em thì có cọc chuyển khoản hết thì bên em hỗ trợ có ship. Đấy. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm ủng hộ kênh. Em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác vào video của sáng ngày mai các nhá. Đấy.